Ngày xưa, có một nhà quý tộc sống trong lâu đài cổ vùng Codin nước Anh. Ông nổi tiếng hiền lành tử tế nên được người trong vùng vô cùng yêu mến. Cậu kia, có việc gì mà cứ đứng thập thò ngoài đó thế? Dạ thưa ông, con có chuyện này. Cậu vào trong này rồi nói chuyện, không phải ngại. Thưa ông, cực chẳng đã, con mới đến nhờ cậy ông. Nhà con gia cảnh nghèo khó, mẹ con lại ốm nặng, tiền trong nhà đều đổ vào tiền chữa trị. Hôm nay con chẳng còn đồng nào để mua chút gì cho mẹ con ăn cả. Con mạo muội đến xin ông một ít sữa để mang về cho mẹ à? Cậu chỉ xin ta một bình sữa nhỏ thế kia thôi sao? Vâng thưa ông, con đã đến những nhà giàu khác nhưng họ đều đuổi đánh con đi, chẳng ai bố thí cho con chút gì. Chỉ mong ông rủ lòng thương. Odin, người mau mang ít sữa dê ra cho chàng trai này. Vâng, con rót cho cậu ấy ngay đây ạ. Hãy cho cậu ấy một chiếc bình đầy sữa. Mong rằng mẹ cậu sớm khỏi bệnh. Con xin đa tạ ông. Ôi trời, chỉ là một chiếc bình bé xíu thế này mà đựng được nhiều sữa gớm. Tôi đã mang ra cho cậu cả bình sữa to thế này mà rót còn chưa đầy. Cậu đợi ở đây, để ta mang thêm bình nữa. Thưa ông, con đã rót tới 2 bình sữa lớn mà vẫn chưa đầy được chiếc bình gỗ nhỏ mà cậu ta mang theo. Cái bình này như có phép thần thông vậy. Hãy đổ thêm sữa cho cậu ta đi. Ta đã hứa sẽ cho cậu bé cầm về một bình sữa đầy. Ta phải giữ lời tới cùng. Hãy mang ra đây 20 thùng sữa nữa đi. Ôi trời ơi, 20 bình sữa thế này thì cái bình nhỏ xíu kia làm sao chứa được cơ chứ? Rót hết bình này đến bình khác rồi mà vẫn chưa đổ đầy chiếc bình của cậu ta. Thật là kỳ lạ quá. Con cảm ơn ông. Chiếc bình gỗ này của con đã đựng đầy tràn cả sữa rồi. Ơn này của ông nhất định con sẽ khắc cốt ghi tâm. Nếu có dịp con sẽ đền đáp ạ. Được rồi, đây chỉ là một chút chuyện nhỏ ta có thể giúp cậu. Cậu không cần phải bận tâm về điều đó. Cậu về đi, mẹ cậu đang chờ đó. Dạ vâng, con xin phép ông. Cậu ta cầm theo một chiếc bình như không có đáy vậy. Con đã phải rót hết hơn 20 bình sữa lớn mới có thể làm đầy chiếc bình gỗ nhỏ xíu ấy. Thật lạ kỳ. Ông ơi, ông chạy nhanh lên. Kẻ thù đã chiếm được vùng Codin của chúng ta rồi. Chẳng mấy chốc giặc sẽ đến đây, giờ giác của cả và phá hủy tất cả. Chúng ta ở đây sẽ không thể thoát được. Vậy chúng ta sẽ đi đâu để thoát thân bây giờ? Con ở lại cất giấu ít đồ đạc xuống hầm cho ông. Biết đâu sau này ông sẽ có dịp trở về. Xong việc con sẽ đuổi theo ông ngay. Ông nhớ cứ đi về phía nam, làng của con ở đó. Chúng ta sẽ ở đó ít ngày. Khi nào tình hình yên ổn trở lại thì ông theo con về đây. Được rồi, ta đi trước. Người nhớ phải đi ngay khi xong việc đó. Ở đây rất nguy hiểm. Chết rồi, bọn cướp bóc đang đến gần rồi thì phải. Làm thế nào đây? Xung quanh toàn đồi núi hoang vu, chẳng có chỗ nào ẩn náu. To gan, định chạy trốn hả? Hỡm sống lấy tên quý tộc này. Sau này hắn khai của nã cất giấu ở đâu thì sẽ hành quyết không tha. Trời ơi, làm sao mà mình trốn thoát được đây? Chẳng lẽ đã tới ngày tận số của mình rồi sao? Làm ơn xin hãy tha cho tôi một mạng này. Lâu đài và của cải của tôi các ngài đã chiếm cả rồi. Không có chuyện dễ dàng như thế. Đổi hắn lại rồi giải về cục. Nhanh lên. Ăn đi. Tối nay cho hắn ít cơm tử tế, coi như là bữa ăn cuối cùng. Nghe nói vào ngày mai hắn sẽ bị hành quyết. Nghe nói trước đây hắn là quý tộc giàu có lắm đó. Bọn quý tộc ở vùng Codin này đều là những tên không ra gì, mất hết nhân tính, chỉ biết tham lam, giờ vét thuế đất của người vô tội. Chết là đáng kiếp. Nhân tôi trong hắn cũng hiền lành mà cư xử biết điều lắm. Xin chào ngài quý tộc đáng kính. Xin ngài hãy đi theo tôi. Là cậu ư? Cậu bé xin sữa ngày trước. Vâng, là tôi đây ạ. Cậu bé đã đến xin ngài 20 thùng sữa để đổ đầy vào chiếc bình sữa nhỏ.
Làm sao cậu đến được đây? Cậu biết tôi đang gặp nguy hiểm sao? Ngài cứ trèo lên vai tôi. Chúng ta phải thoát khỏi đây. Không còn nhiều thời gian nữa. Bọn lính tráng thấy tôi xông vào đây, sắp sửa ập vào rồi. Được rồi, tôi tin ở cậu. Chúng ta đi thôi. Ngài hãy nắm chặt lấy cổ áo tôi, kẻo ngã. Phải cho chúng một bài học, để sau này không đi cướp bóc của dân vô tội nữa. Hãy xem chiếc bình thần làm gì các ngươi. Cứu, cứu dây. Chết mất thôi. Sao tự nhiên nước lũ tràn dậy thế này? Cứu mà. Giúp tôi với. Thật là chốn tiên bồng đây ư? Ta chưa từng được ngắm cảnh tượng này lần nào trong đời. Đúng là được một lần mở mang tầm mắt. Cảm ơn cậu đã cứu ta. Nếu không có cậu, hôm nay ta đã bỏ mạng dưới lưỡi dao kẻ thù. Ngài không cần phải cảm ơn tôi. Ngày trước, ngài đã giúp đỡ để tôi có thể mang sữa về cho mẹ. Ân tình nặng như núi ấy. Đến nay tôi mới đền đáp được. Nay kẻ thù đã không thể quay trở lại đây được nữa. Xin ngài không cần lo lắng. Từ đó trở về sau, nhà quý tộc lại sống một đời yên bình như trước. Ngài vẫn không quên giúp đỡ những người nghèo khổ trong vùng, và tiếng tăm của ngài ngày một lan xa hơn. Cánh diều không có sợi chỉ. Con sẽ lên thành phố bố mẹ ạ. À? Gì cơ? Nhưng con chưa đủ tuổi để lên thành phố lúc này. Đây là giấy báo con được giải nhì trong cuộc thi sáng tác âm nhạc. Chúc mừng con cừ lắm. Con chưa đủ trưởng thành đâu Nam ạ. Con đã 16 tuổi, con biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Làm ơn, bố mẹ đừng bắt ép con vì những điều bố mẹ muốn nữa có được không? Nghe này, chàng trai thiếu niên, bố thấy mẹ con nói đúng đó. Bố nghĩ con nên hoàn thành chương trình học ở trường trước khi quyết định lên thành phố. Bố mẹ thật cổ hủ, con đã đạt thành tích thế này rồi. Kiểu gì con cũng sẽ có được thành công tương lai, mà chỉ có thành phố mới giúp con phát triển được. Con còn trẻ, chắc chắn con sẽ phát triển tốt. Nhưng trước hết, con còn cần rèn luyện thêm, học tập nhiều nữa. Đây mới chỉ là bước đầu thôi. Con không nên quá vội vàng. Bố mẹ và gia đình vẫn luôn ủng hộ con. Nhưng con đã có những thành tích nhất định của mình rồi. Bố mẹ phải tin con chứ. Bố mẹ vẫn tin con mà. Con ước gì mình lớn thật nhanh, sẽ không phụ thuộc vào bố mẹ nữa. Lúc đó con sẽ tự do được làm điều mình muốn. Không ai có thể cản trở được con. Anh nghe thấy không? Thằng bé đang cho rằng chính chúng ta cản trở nó đấy. Được rồi em. Con nó đang tuổi lớn, muốn chứng minh bản thân là người trưởng thành cần có thêm thời gian. Và chúng ta sẽ nghĩ cách để thằng bé hiểu hơn. Nam, có chuyện gì thế con? Họ đã loại con ra khỏi danh sách tham dự vòng tiếp theo. Ồ, kể cả khi con đã đoạt giải nhì rồi ư? Vâng, họ nói con chưa đủ kinh nghiệm. Bố mẹ thấy hài lòng rồi chứ ạ? Sao con lại nói thế? Vì bố mẹ cũng nghĩ về con như vậy. Giống họ, con không thực hiện được điều con muốn, không thể ở lại thành phố. Vậy là đúng ý của bố mẹ. Hẳn bố mẹ vui mừng rồi. Một thời gian sau. Lâu lắm rồi, bố con mình mới lại đi xem thả diều cùng nhau nhỉ? Vâng ạ. Hình như từ lúc con mới 10 tuổi ấy. Hồi đó con đã là một cậu bé tính tình rất nghệ sĩ. Ngoài âm nhạc thì thả diều là thú vui lớn nhất của con. Con cũng muốn thả diều. Bố mua cho con một con diều chứ ạ? Tất nhiên rồi, bố sẽ mua cho con một con diều. Nhưng bố mua cả con diều, cả sợi chỉ với con lan cầm như mọi người nha bố. Ừ, bố biết rồi con trai. Con đợi bố một lát, bố quay lại ngay. Thả dây ra nữa đi Nam. Bố yên tâm, diều của con sẽ bay cao hơn của mọi người cho mà xem. Bố thấy chưa, diều bay cao quá bố ơi. Bố ơi, có vẻ như sợi chỉ đang làm cho cánh diều bị nặng, không bay được nữa hay sao ấy. Như thế là cao rồi con ạ. Chúng ta không nên thả thêm sợi chỉ, sẽ rất nặng tay, khó điều khiển.
Sao bố không cắt đứt sợi chỉ đi ạ? À? Sao cơ? Vâng, con nghĩ chính sợi chỉ là vật cản khiến cho cánh diều không thể thoải mái bay cao hơn nữa. Con nghĩ như thế à? Không có sợi chỉ thì làm sao diều có thể bay lên cao đến thế kia? Con không thấy như thế hay sao? Vâng, thì đúng là thế. Nhưng chỉ là lúc đầu thôi ạ. Khi diều đã bay lên được cao rồi, trong khi nó còn có thể bay cao hơn nữa mà vẫn bị sợi chỉ ghìm lại. Sao chúng ta không cắt đứt sợi chỉ đi? Thì gió sẽ nâng cánh diều lên, cánh diều sẽ được tự do và bay cao hơn nữa. Cắt sợi chỉ coi như chúng ta đã bị mất cánh diều đấy. Con không thấy tiếc à? Nhưng con thấy phí hơn nếu cứ bắt con diều cố định lại với sợi chỉ. Chúng ta có thể phá vỡ sự ràng buộc này mà bố. Được rồi, bố sẽ làm theo con. Tuyệt quá. Con cá là sau khi cánh diều không có sợi chỉ, nó sẽ bay vút lên không trung, có khi lên tận 9 tầng mây ấy chứ. Và thế là không có cánh diều nào có thể địch nổi cánh diều của chúng ta. Bố cũng hy vọng là được như thế. Giờ thì bố sẽ cắt sợi chỉ nha. Đấy, bố thấy chưa? Con nói mà, sợi chỉ đã trì hoãn sức bay của cánh diều. Cánh diều không sợi chỉ được bay tự do thoải mái chưa kìa. Giờ thì nó có thể bay tới bất cứ đâu nó muốn. Ừ, có vẻ nó đang bay rất cao và rất xa rồi. Nhưng bố e không biết được bao lâu đây. Gió sẽ hỗ trợ nó đi xa hơn. Bố cứ yên tâm, nó không phụ thuộc vào sợi chỉ nữa. Gió sẽ đẩy nó lên cao. Bố ơi, bố có nhìn thấy con diều không? Có phải nó đang rơi xuống không bố? Đúng thế đấy con yêu à. Cánh diều đang rơi xuống. Ôi không, con diều rơi xuống ngọn cây mất rồi. Sao có thể như thế được hả bố? Chúng ta cắt đứt sợi chỉ của con diều để nó có thể tự do bay cao hơn cơ mà. Nhưng nó lại rơi xuống. Tại sao lại thế hả bố? Con à, để bố kể cho con nghe câu chuyện này nha. Nó là câu chuyện của chính bố luôn. Bố cũng đã từng nghĩ giống như con. Ông con là một nông dân thực thụ, nhưng bố đã sớm trở thành một doanh nhân trẻ thành đạt. Bố từng nghĩ ông và gia đình chính là những sợi dây vô hình ràng buộc bố, kìm bớt mất sự phát triển của bố bởi lối tư duy cổ hủ của người nông dân ăn sâu bao đời trong người của ông. Nên bố đã quyết định ra đi. Bố vẫn nghĩ mọi thành quả bố có được là do chính bản thân của bố nỗ lực mà có. Vì thực tế bố đã cố gắng, gia đình chẳng giúp được gì cho bố cả. Nhưng gia như và bố ước rằng khi đó bố đừng quên rằng nền tảng của bố có được chính là nhờ gia đình. Gia đình là trụ vững, là bàn đạp cổ vũ khuyến khích bố mới có được ngày thành quả của mình. Rồi bố thất bại ở một nơi xa quê hương, nhưng vì lòng tự trọng bố đã không trở về. Không muốn mọi người cười chê bố, bố quyết sẽ tự gây dựng lại. Nhưng con trai ạ, dù bố đã gây dựng được và đã thành công, nhưng bố hoàn toàn cảm thấy mất phương hướng kể từ ngày nghe tin ông bà qua đời. Quá muộn khi bố muốn trở về bên gia đình mình để nói rằng bố biết ơn ông bà rất nhiều. Khi ở đỉnh cao của cuộc sống, chúng ta thường nghĩ rằng một số thứ chúng ta bị ràng buộc đang ngăn cản chúng ta tiến xa hơn. Cũng như cánh diều và sợi chỉ. Sợi chỉ không giữ cho cánh diều bay cao hơn, nhưng giúp diều thăng bằng và có thể cản tốc độ khi gió nổi lên. Khi cắt sợi chỉ, không có sự hỗ trợ của sợi chỉ, diều sẽ rơi xuống. Con hiểu rồi bố ạ. À, cánh diều không thể không có sợi chỉ, nếu không nó sẽ mất phương hướng. Đúng vậy. Khi con lớn, con sẽ hiểu hơn câu chuyện bố nói hôm nay. Đôi khi chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có thể tiến bộ nhanh chóng và đạt đến những tầm cao mới hơn nếu chúng ta không bị ràng buộc với gia đình của mình. Nhưng chúng ta không nhận ra rằng gia đình đã giúp chúng ta vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, giúp chúng ta vươn tới những tầm cao hơn trong cuộc sống. Chúng ta cũng chỉ như cánh diều đứt dây nếu không có gia đình. Con yêu ạ. À, bán rẻ danh dự.
ôi, là công tước Wellesley đấy. Ngài thật tài giỏi. Trận chiến Waterloo với sự chỉ huy khéo léo tài tình của ngài đã giành chiến thắng dễ dàng. Quân Pháp với sự chỉ huy của hoàng đế Napoleon Bonaparte đã đánh giá quá thấp kẻ thù. Ông ta bước vào trận chiến với niềm tin chắc chắn rằng quân đội của ông ấy sẽ đánh bại hoàn toàn công tước Wellesley đấy. Vì thế, ông ta sử dụng những chiến thuật lỗi thời. Trận chiến này xem như đã đánh dấu sự kết thúc những cuộc chiến tranh của Napoleon. Ôi, tôi thật tự hào và hạnh phúc khi được mang chung dòng máu người Anh cùng với công tước Wellesley đáng kính. Cách dinh thự của ta không xa, có một mảnh đất trống mà ta rất thích. Ngươi hãy đến đó bàn bạc việc mua bán với chủ đất xem thế nào. Vâng thưa ngài, tôi quá lời, mong công tước bỏ qua. Tôi sẽ đến tìm hiểu xem họ có nhu cầu bán mảnh đất đó không. Mảnh đất đúng là đẹp thật đấy. Thảo nào ông chủ của tôi rất thích. Anh hỏi đúng vào dịp tôi đang cần tiền, nên tôi mới có ý định bán. Chứ thật ra tôi chẳng muốn bán nó đâu. Thế ông định bán mảnh đất này với giá bao nhiêu? Để tôi còn chuẩn bị. 1.500 bảng. 1.500 bảng ư? Đúng vậy, tôi sẽ không bớt một bảng nào cả. Không bớt một bảng nào thật sao? Người chắc chứ? Thưa ngài, tôi là Cadell đây ạ. Thưa ngài, đây là hợp đồng mua bán mảnh đất mà công tước thích đó ạ. Ồ, ta còn đang định hỏi ngươi đã liên hệ với chủ đất đó chưa, mà ngươi đã hoàn tất việc thương lượng rồi sao? Ngươi làm việc nhanh chóng đấy. Dạ vâng ạ, cảm ơn ngài đã quá khen. Phen này chắc chắn mình sẽ được trọng dụng cho mà xem. Ngươi mua mảnh đất này với giá 1.000 bảng sao? Có nhầm lẫn gì ở đây không? Ta cứ nghĩ nó phải nhiều hơn thế này chứ. Dạ, không có sự nhầm lẫn nào ở đây đâu thưa ngài. Như ngài đã nói, tất cả đều trên tinh thần tự nguyện. Thật không thể tin được mảnh đất như thế này mà chỉ có 1.000 bảng. Dạ, vốn dĩ nó là 1.500 bảng thưa ngài. Nhưng vì chuyện gì mà trong ngươi có vẻ đắc ý thế? Anh đang suy tư gì thế? 1.500 bảng anh đồng ý với giá đó thì chúng ta tiến hành việc mua bán này. 1.500 bảng ư? Và không bớt dù chỉ một bảng sao? Đúng vậy. Anh chắc chắn thế sao? Ngay cả khi anh biết chủ nhân của tôi là ai, sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Chủ anh có là ai đi chăng nữa, tôi cũng sẽ bán với giá đó, không ngoại lệ. Đây là đất của tôi cơ mà. Kể cả người mua có là công tước Wellesley ư? Công tước Wellesley, người đã chỉ huy quân đội đánh thắng Napoleon trong trận Waterloo. Ngươi cũng hiểu chuyện đấy. Thế ngươi có muốn phật lòng công tước đáng kính không? Giá cuối cùng cho ngươi 1.000 bảng để mua mảnh đất này, ngươi đồng ý chứ? Bán, tôi bán. Công tước Wellesley muốn mua bao nhiêu tôi cũng sẽ bán. Tôi vẫn nhớ khi nói ra danh tính của công tước thì người chủ đất đó còn run sợ lẩy bẩy nữa kìa, bộ dạng vô cùng rụt rè trước sự quay phong của công tước. Ngươi đã bán danh dự của ta chỉ với cái giá rẻ mạt 500 bảng rồi đấy Cadell. Ngươi tưởng việc ngươi đang làm tốt đẹp lắm hay sao? Trong mắt của ngươi ta không đáng 500 bảng anh ư? Tôi cứ nghĩ rằng khi nói ra danh tính của ngài và chủ đất hạ giá bán xuống là một điều tốt đấy chứ ạ. Đây là chuyện phải phép cơ mà. Ta chẳng thấy điều tốt đẹp đó nằm ở đâu cả. Ta chỉ thấy rằng người chủ đất ấy chỉ vì sợ hãi danh tiếng của ta mà buộc phải giảm giá đất. Ngươi làm như thế, sau này khi ta đi đến đâu, họ đều phải khiếp sợ ta thay vì tôn trọng quý mến ta ư? Tôi không có ý như ngài vừa nói. Tôi đã biết lỗi sai của mình, mong ngài thứ lỗi. Cha ơi, công tước Wellesley đến nhà của chúng ta. Trời ạ, có chuyện gì thế này? Chẳng phải tôi đã hạ giá bán đất rồi sao?
ông nói gì? Người mua đất của chúng ta là công tước Wellesley. Không xong rồi, đáng lẽ ra ông phải tặng mảnh đất ấy cho công tước. Cadell, người mau sửa chữa sai lầm của mình. Chuyện này là thế nào thưa ông? Đây là số tiền còn lại của mảnh đất, mong ông nhận giúp tôi. Công tước Wellesley không bao giờ muốn dùng danh tiếng của mình để ép buộc ai cả. Là do tôi không suy nghĩ chín chắn nên đã có hành động như thế. Danh dự là tài sản cá nhân đáng để trân trọng nhất, mà mọi người thường đánh mất nó rồi mới hiểu được giá trị của nó. Không thể bán rẻ danh dự, cũng không thể dùng tiền mua được một danh tiếng tốt. Vì vậy, bất luận thế nào cũng không được hủy hoại danh dự của bản thân mình. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về công tước Arthur Wellesley. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!